Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng tại Ủy ban Nhân dân phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Thì sáng ngày hôm nay, chuyến xe từ tỉnh Lâm Đồng chở theo gần 40 tấn rau củ. Đây là tấm lòng của bà con tỉnh Lâm Đồng gửi tặng cho người dân thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ tinh thần vượt qua mùa dịch, chống dịch. 4 giờ sáng ngày 12 tháng 7, chuyến xe chở 40 tấn rau củ của bà con tỉnh Lâm Đồng đã đến Ủy ban Nhân dân phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức để hỗ trợ nguồn nông sản kịp thời và tươi ngon cho Sài Gòn. Thành phố giãn cách, nhiều người dân gặp khó khăn, thiếu thốn nguồn lương thực, trong khi người dân Lâm Đồng có nguồn rau củ dồi dào. Vì vậy, nhóm từ thiện Hội Ngộ Lâm Hà, Lâm Đồng phối hợp cùng Hiệp hội Cà Chua Lâm Đồng và bà con địa phương chung tay đóng góp 40 tấn rau củ để động viên người dân Sài Gòn mau chóng vượt qua đại dịch. Số lượng rau củ được nhiều chủ vườn tại Lâm Đồng ủng hộ nên đã tăng so với dự kiến ban đầu. Vì vậy sẽ được phân phát tại nhiều địa điểm, gồm Ủy ban Nhân dân phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Ủy ban Nhân dân phường Tân Quý, quận Tân Phú và Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè. Chị Nguyễn Thị Thu Quyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức cho biết, số rau củ sẽ được chia cho người dân trong khu cách ly, những người có hoàn cảnh khó khăn, các bếp ăn không đồng, gian hàng không đồng trên địa bàn.